Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, bây giờ là sáng ngày 13 tháng 7 năm 2015, chúng tôi đang có mặt ở nhà hàng Zen trên đường Bosa. Trong chuyến đi lần này tới miền Nam California của ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius, ông đã có một số buổi gặp gỡ với các cá nhân và hội đoàn. Ngày hôm nay, ngay tại nhà hàng Zen, ông sẽ có buổi gặp gỡ với Phòng Thương mại Việt Mỹ. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều câu chuyện nói liên quan tới vấn đề làm ăn giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ tiếp xúc với một người trong ban tổ chức là luật sư Nguyễn Hoàng Dũng. Xin chào luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, chào buổi sáng. Dạ, chúng tôi xin kính chào quý vị, mến chào anh Vũ Hoàng Linh. Anh Nguyễn Hoàng Dũng có thể cho biết cái buổi hôm nay nội dung sẽ như thế nào ạ? Dạ, cũng như anh Vũ Hoàng Linh nói thì ông đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius tại Việt Nam có một chuyến coi như là công du sang thăm cộng đồng người Việt tại quận Cam, và sau này thì ông cũng sẽ có những chuyến đi thăm cộng đồng người Việt tại vùng San Jose chẳng hạn. Đặc biệt ở quận Cam thì ông thường cũng như tiền lệ đối với các đại sứ khác thì ông muốn gặp các mọi thành phần trong cộng đồng chúng ta, vừa những thành phần đấu tranh cho cộng đồng, những thành phần về văn hóa xã hội, những người cử tri, và đặc biệt là lúc nào thì cũng có Phòng Thương mại Việt Mỹ tại quận Cam, bởi vì đây là một cái nguồn động lực không những chỉ cho kinh tế của cộng đồng chúng ta mà cho kinh tế của nước Mỹ nữa. Thành ra mọi người đều rất quan tâm tới công ăn việc làm của cộng đồng chúng ta tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại quận Cam. Theo luật sư Nguyễn Hồng Dũng, có thể biết trước là người tham dự ngày hôm nay cũng như là những nhân sự của phòng tham dự phòng thương mại Việt Mỹ có thể nghe được những điều gì từ ông Ted Osius? Dạ, chúng tôi cái buổi họp mặt hôm nay gọi là buổi họp mặt thì nó có vẻ thân mật gần gũi chứ không có một cái chương trình gì trịnh trọng. Buổi sáng chúng ta ăn sáng và chúng ta nói chuyện thì phần lớn những người tham dự là thành viên của Phòng Thương mại Việt Mỹ tại quận Cam, nhưng đồng thời cũng có khách mời. Thì nỗi là các thành viên không cũng đã đủ rất là nhiều tầng lớp trong nhiều lĩnh vực, thì khách mời lại càng thêm nữa. Chúng ta thấy là trước hết là phải nói có các báo chí này, truyền thông, truyền thanh, và các thành viên trong hội thì vừa có về nhà hàng, vừa trường học, vừa ngân hàng, vừa in ấn, vừa thuế má, vừa luật pháp. Thì có rất là nhiều lĩnh vực mà các thành viên có thể đặt câu hỏi và được nhận sự đóng góp về phía của ông đại sứ Ted Osius. Chính ra là chúng tôi muốn biết tới là người đại sứ ở Việt Nam, đại diện cho chính quyền Mỹ ở Việt Nam có những cái biện pháp gì để bảo đảm giúp đỡ cho những công ăn việc làm của những người không hẳn là người Mỹ mà là người Mỹ gốc Việt, nhất là từ quận Cam, tại đây là phòng thương mại quận Cam. Nhưng đồng thời làm thương mại là một chuyện, chúng tôi cũng muốn được thấy cái sự bảo đảm của nước Mỹ đối với những người Việt Nam nữa, phải có một cái sự làm ăn công bằng và tự do, dân chủ, nhân quyền, thì cũng là một điều mà chúng tôi nghĩ là sẽ được trao đổi ngày hôm nay. Với cái những thông tin mà sẽ được nghe từ ông Ted Osius, người ta có những cái hy vọng nào trong những cái mối quan hệ làm ăn giữa những thương gia từ đây và những thương gia, kể cả thương gia Mỹ hoặc thương gia Việt ở Việt Nam hiện nay, thưa luật sư? Dù muốn dù không thì cái việc làm ăn giữa Việt và Mỹ càng ngày càng phát triển, thì có rất là nhiều cái ý kiến khác nhau là chúng ta phải có sự bảo đảm cho tự do, dân chủ, nhân quyền trước khi chúng ta làm ăn. Nhưng có những người lại bảo rằng là phải có cái sự làm ăn trước thì từ đó thúc đẩy cái sự phồn thịnh của người dân, và khi mà đã có không phải lo tới việc mà ăn no mặc ấm và những cái ăn ngon mặc đẹp, thì tự nhiên người ta sẽ đòi hỏi tự do, nhân quyền, và chúng ta là những cái nhân tố kích động cái sự đòi hỏi đó. Thì đó là hai cái ý kiến, hai cái đường lối khác nhau. Nhưng mà nói chung đó thì dù muốn dù không thì hiện nay cái tình hình quan hệ giữa hai bên càng ngày càng phát triển, nhất là trong thời gian sắp tới đây. Chúng ta nghĩ là cái việc mậu dịch mà xuyên Thái Bình Dương chắc là sẽ được chấp thuận. Đương nhiên sẽ phải có một hai cái điều chỉnh nào đó để đáp ứng những cái đòi hỏi của quốc hội, nhất là cái khối đảng Dân Chủ. Thì rồi thì nó cũng sẽ vào khuôn khổ, thì cái việc làm ăn nó sẽ được, chúng tôi nghĩ sẽ tốt đẹp hơn, và hy vọng rằng từ đó sẽ có thêm tự do, dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hoàng Dũng rất nhiều, và bây giờ xin mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình phóng sự Phố Bosa TV liên quan tới buổi họp mặt ngày hôm nay. Thank you.
Vẫn với thông điệp lạc quan và hợp tác, Đại sứ Ted Osius đã có bài nói chuyện dài trên 10 phút, đề cập đến nhiều vấn đề từ chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ, vấn đề quan hệ Việt-Mỹ, Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, những nhận định của ông về Việt Nam và đặc biệt là về giới trẻ Việt Nam hiện nay. Cử tọa cũng đã có dịp đặt ra nhiều câu hỏi, tập trung vào các vấn đề, những cơ hội trao đổi giáo dục, thương mại, những quan tâm về xã hội và cả vấn đề Biển Đông. Đại sứ Ted Osius đã trả lời khá cặn kẽ cho từng câu hỏi. Phải có thể nói bằng tiếng Việt thì bằng tiếng Anh cả hai cũng được. Nhưng có lẽ thay vì tất cả sẽ hiểu, tôi sẽ nói bằng tiếng Anh. Okay. Thank you very much for welcoming me here today. It's really a pleasure. This has been quite a learning experience. Those 11 events yesterday taught me a lot about the sentiments in parts of the community here in Orange County, and it's very powerful. I think I will go back with renewed energy and tackle my responsibilities with ever greater energy. But it's also very exciting to meet with a group that really represents America in so many ways, and that my sense is very forward-looking. And so that's, to me, very exciting, because I feel like there are tremendous opportunities, and when we can take advantage of those opportunities, we really make a difference, and we make a difference for the next generation of Vietnamese and the next generation of Americans. What additional new opportunities will there be because of the TPP in particular, or otherwise, with your ambassadorship there? Well, USAID, as you probably know, supports a certain number of university-to-university partnerships. Do you think that there is interest in a liberal arts exploration in universities? And what have you learned from, have you learned anything yet from FUV that we might learn if we go in that direction? We moved into public policy, economics and public policy. FUV is going to involve humanities, engineering, sciences, there'll be an undergraduate program and a graduate program. One of the criticisms of the TPP is that it's secretive or an undemocratic process. What could you say to address those concerns? So we're negotiating with 11 different countries. It's a very complicated deal, and a lot of countries are holding off their last offer until the last minute. How can we, as entrepreneurs, business leaders that want to do social good in Vietnam, there's so many worthwhile causes such as child issues, as well as animal advocacy, as well as the horrific dog trade industry that takes place from Thailand to Vietnam, you know, how can we be involved in establishing these foundations that can lead to social changes and can make a tangible difference to children and four-legged creatures alike? I think there's no better investment that Americans can make in the future of Vietnam than in education. So I'm really happy that there are a number of people involved in education who are here. I want to ask your advice as we continue complicated relationships with our first generation presidents, with a homeland that we don't know very much about because we're raised and educated in the U.S. What guidance you could give and what words of wisdom you could share for us? I think the reason nothing is impossible is that we have been honest about the past. And I think if you're honest about the difficult history that we've had, there's a much better chance to move forward. Yes. We are a generation moving forward. We look at Vietnamese people as a whole, Vietnamese Americans or Vietnamese in Vietnam, say we are a global citizen. So we do want to have that exchange. We do want to look into the collaboration. Now, in terms of for a topic such as TPP at this time, what advice do you have how to walk the fine line of respecting, you know, the community that we are in, as well as moving forward and collaborate with the global community that we would like to, that we are in as well? I imagine that there are many people who are furious at the idea that Vietnam would be rewarded by being included in the TPP. There won't be a magic wand, they'll sign TPP and human rights problems will go away. That will not happen. But I can tell you, if we don't engage, if we don't help Vietnam accelerate into the world community, those problems will simply get worse.
So it's better to engage, it's better to accelerate that integration than to pretend that if we turn our backs, that things will just get better on their own. I'm a student at Cal State Fullerton, and I'm an international student, one of those 17,000 representing Vietnam people coming here for a better education and having a hope for the future. So today I'd like to raise my concern about the rising power of China militaries that really affects the peace of the Southeast Asia, including Vietnam, Philippines, and other countries. So I believe that Vietnam, we are the peace-loving people. And right now, we are very inactive in finding the way to solve this issue. And we are really depending on the U.S. right now, seeing U.S. as a big brother. So as a student here in the U.S., do you have any advice for us, the Vietnamese-American and the Vietnamese myself, born in Vietnam? What should we do in order to solve this issue or make it better? Thank you. But ASEAN together, ASEAN as one, is much, much more powerful. So our diplomacy is aimed at making sure that the nations of ASEAN are close, are united, and present a common front in dealing with these territorial disputes and with bullying and aggression. So I think what we can do is strengthen our partnership. Just like yesterday, you saw there's a sentiment in the community. Like a lot of people always ask the U.S. to put the human rights on top of the list when dealing with Vietnamese government. But on the other side, when you work in Vietnam, I follow your Facebook as well. Seeing a lot of activities, very positive activities you're doing over there. So how can you balance between the request from the big part of the community and your job there that you have to work out? Strengthen the trade relationship, strengthen our collaboration in health and the environment, science and technology, build a military-to-military relationship, strengthen our diplomatic ties, our diplomatic coordination. I think that enhances my ability to promote human rights in Vietnam. I do not think that my ability would be enhanced if I tried to keep Vietnam's leaders or its government, the party, at a distance. I think I have a much better chance of promoting human rights if we are fully engaged in every area. We are very grateful for your positivity, your energy, and your motivation. And I truly hope that you will carry all of those three amazing traits with you so that the citizens of Vietnam can truly see that the American dream is possible. Maybe it's not called the American dream in Vietnam, but maybe something else, but something comparable. What your policy and strategy would be for visas during your ambassadorship, maybe some trends that you anticipate and foresee, and as well as whether it relates to students or business, if you could share with that. You need more students going back and forth, more business people, more tourists. That's all good for the relationship. We need a conversation Vietnamese foundation education. Bây giờ ở Việt Nam có một cái chương trình của Đại học Fulbright. Xin đại sứ cho biết là nhận xét về hai cái chương trình nó như thế nào. Câu thứ hai là chúng tôi biết rằng là đại sứ và phu quân của đại sứ nấu bún bò Huế rất là ngon ở Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là lần sau đại sứ có thể đến đây, đến nhà hàng Gen nấu bún bò Huế cho chúng tôi được không? I don't know, he was a master. What is a master? Đúng rồi, của về bún bò Huế và ông ấy đã giúp tôi để chuẩn bị bún bò Huế và rất là vui và rất là ngon. But on the VEF, the VEF is deciding what does VEF 2.0 look like? The future of VEF. I want to ask for your advice to the students and their family to be aware
to know what they should expect. More specifically, what kind of profession or what kind of decision they want to make before they think going to invest to their children to go to America. Is to allow someone to come and study in this country and then go back. That's the law. What I think we want to do is make sure that people who then go back have opportunities. And it should be that an American education should really boost the earning power of any Vietnamese student when he or she goes back. We want to have a kind of institution network between universities from Vietnam and America. So my question is, could you share with us further information about what we do to promote the education system between the two countries? Thank you. Thank you very much. What you're doing is the kind of thing that makes me so excited, because you're not depending on government to do this. You're just doing it. And this is what makes a relationship between our two nations strong, is when individuals take the initiative. I see that you're concerned about the education and about the future of the children. My co-chair is journalist Terry Anderson. So far, we have built 50 schools all around the country. And our very first school we built at the 17th parallel, where divided my country into two parts, have a school named Dick Peterson. And we hope that 4 years from now, your last year of your first term as an ambassador in Vietnam, we will have a school under the name Ted Ozias. Tôi cũng rất vui được gặp ông đại sứ Ted Ozias. Thứ nhất là thấy ông là một người nói được tiếng Việt đã. Thứ hai là rất hiểu biết về cái văn hóa phong tục của người Việt Nam. Và thứ ba là cái passion của ông về vấn đề Việt Nam, về cả phương diện chính trị lẫn học vấn và lẫn tương lai. Thì cái đó cũng là một cái điều rất mừng. Vâng. Và ông cũng đã có lòng và để spend rất nhiều thời giờ với cộng đồng. Từ như ngày hôm qua ông đã nói là ông đã qua 11 lần họp với các hội đoàn khác nhau, và là sáng hôm nay cũng rất nhiều thời giờ. Và tôi nhận là thấy ông là một cái người đại sứ rất là friendly, rất là gần gũi với mọi người. Thành ra hy vọng là ông sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp. Dạ. Về mặt thông tin, ngày hôm nay cô nghe được thông tin gì mà cô cho rằng là ấn tượng và hữu ích từ ông Ted Ozias, thưa cô? Một cái ấn tượng nữa là ông có vẻ cương quyết khi ông nói rằng là chính phủ Mỹ sẽ có những cái buổi gọi là cái gì tuần hành trên Biển Đông, mà không ai có thể nói được rằng là người Mỹ không có quyền làm cái chuyện đó. Và ông có nói là ngày hôm qua cũng đã có một cái cuộc tuần hành như vậy, ngày hôm nay cũng sẽ một cuộc tuần hành như vậy, và ngày mai cũng sẽ có một cuộc tuần hành như vậy. Và ông nói với một cái giọng rất là cương quyết. Tụi em là phòng thương mại đã được hân hạnh mời tiếp xúc với những người đại sứ đi trước ông Ted Ozias rồi. Thành ra có mối quan hệ và làm việc rất chặt chẽ với những cái different government entity bên State Department, và với là nhất gần đây nhờ bên Office of Congressman Alan Lowenthal, thì tụi em mới nói là đây là một cơ hội cho phòng thương mại để nói chuyện và hiểu biết thêm. Tại vì phía cạnh của tụi em là second generation, thế hệ thứ hai, và nếp tối cho thế hệ thứ ba. Thành ra đó là cái điều mà ông Ted Ozias rất là thích và đã dành cho cuộc 2 tiếng đồng hồ, mà rất là, đó là rất là lớn for cái schedule của ông rất là bận rộn. Em thấy thú ích là cái sự lạc quan, ông nói rất là nhiều vài câu, cái ông nói rất là lạc quan, optimistic, là mình giống như là em đang nói, mình phải tiếp tục cái lạc quan đó mà theo cái positive energy đó thì mình mới có thể làm việc với nhau được.
Và hai, ông nói là cái câu rất là nghe rất là hay mà tụi em rất, mà nó nghe vậy, nothing is impossible, là mình đừng có nghĩ cái gì bất chấp cả cái gì cũng có thể đạt được hết nếu mình bỏ rõ tâm quyết ra đó. Thì ông nói cũng như ông nói là cái câu tôi, cái nhiệm vụ của tôi là sứ giả represented cho đất nước Mỹ, thì tôi cái nhiệm vụ đó là phải kết cái quan hệ thật là chặt chẽ, thì cái tương lai nó mới có sáng sủa hơn. Hôm nay Tâm có dịp để gặp gỡ ông đại sứ Ted Osius, thì mình có nêu ra một câu hỏi nhiều người trong phòng đã muốn hỏi hôm nay, là về vấn đề phát triển của thương mại và sinh viên trao đổi với Việt Nam, thì cái policy và cái strategy của ông đại diện nước Mỹ như thế nào. Thì ông có một câu trả lời, ông có một câu trả lời rất là cụ thể. Thì ông trả lời trước hết là ông nói là cái vấn đề mà không chỉ là hai chính phủ với nhau, ông đại diện chính phủ, mà ông khuyến khích thương mại làm việc với nhau cũng như là các trường làm việc với nhau, từ trường đại học vân vân. Thì ông nói thêm nữa là về cái vấn đề visa đó, nhiều người hay thắc mắc là visa từ Việt Nam qua đây khó khăn như thế nào hay gì. Thì ông nói thẳng là visa và nhiều trao đổi càng tốt, và ông tạo nhiều cái thuận lợi cho có visa để có sự trao đổi. Ông cũng nói rằng là ông rất tiếc chính phủ Việt Nam đã có một sự giới hạn với visa chỉ cho một lượt và 3 tháng. Đối với ông không đồng ý cái điều đó, và ông nói là chính ông là cái visa phải dài hạn hơn ít nhất là 1 năm và nhiều lần. Thì ông nói là ông đã đang có uy tín với Việt Nam và nói thẳng là trong vòng tháng này là đã qua tới giai đoạn 6 tháng rồi, ông khuyến khích các lãnh đạo Việt Nam để cấp phép visa cho người Mỹ cũng như là người Việt mình tại Mỹ mà giữ hộ chiếu Mỹ để về Việt Nam giai đoạn dài hơn, và không chỉ là hạn chế tới 3 tháng. Hơn nữa, ông cũng nói thẳng là nếu mà mình đã xin visa bất cứ loại gì, ví dụ từ sinh viên Việt Nam, từ Việt Nam qua Mỹ để học, là mình phải tôn trọng luật pháp và chỉ là qua đây để học với mấy cái visa đó và trở về nước. Đồng đều, ông cũng nói là tôi về cộng đồng Việt Nam lần đầu tiên, tôi rất là tôn trọng gì đã xảy ra quá khứ, nhất là từ thế hệ thứ nhất là cấp bố mẹ của Tâm, thì mình phải tôn trọng cái gì mà các bác đã trải qua và cái gì nhất là trong thời buổi chiến tranh. Hơn nữa, ông nhấn mạnh cái câu lặp đi lặp lại là nothing is impossible, là đúng là ông khuyến khích thế hệ trẻ, là từ ông thầy của ông hero của ông này là ông đại sứ đầu tiên, ông Pete Peterson, là nothing is impossible, cái gì cũng bất cứ để làm được, và mình phải quyết tâm và lúc nào cũng lạc quan để làm việc với nhau. Như vậy thì qua những thông tin ngày hôm nay có được, thì bác sĩ Tâm cũng như là phòng thương mại Việt Mỹ có nhìn thấy có những cái cơ hội thương mại nào đó giữa những cơ sở thương mại nhỏ và vừa, vốn là rất là đông ở trong phòng thương mại, đối với lại những cái công ty bên Việt Nam, những cái cơ hội làm ăn, bác sĩ Tâm có thấy không? Dạ thưa anh Lân, khi ông đã nói nothing is impossible, tự nhiên từ xưa đến nay mình là một tiểu thương nhỏ, mình cứ nghĩ là nhỏ là chắc không làm được gì, mà mình không có như các công ty lớn như là Intel vân vân, họ quá lớn, thật ra họ đầu tư rất là dễ dàng. Khi mà là tiểu thương nhỏ hay là vừa, ông đã khuyến khích mình cũng nên làm việc với nhau và gọi là phát triển. Thưa anh, em cảm thấy là hôm nay là một cơ hội rất là hiếm hoi để mà được nghe những thông tin rất là hữu ích từ ông đại sứ. He was so open that I felt very comfortable in sharing the fact that you know, we recognize that he was very passionate in about the country of Vietnam and helping the citizens of Vietnam, and we hope that he continues to bring that positivity, that energy, and that motivation to help our citizens in Vietnam. And also just want to make him aware that the Vietnamese American Chamber of Commerce is also an organization that respects the past, we value and embrace the present, and we are preparing for the future. So we hope that we can partner and bring a better future for the Vietnamese American community, but also the Vietnamese in Vietnam.